Đoàn kiểm tra cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy đối với dự án xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành Suối Tiên. Báo cáo với đoàn, đại diện chủ đầu tư cho biết công trình có tổng cộng 17 cửa ra vào, cửa rộng từ 4 đến 6 mét có thể đáp ứng yêu cầu thoát nạn khi xảy ra sự cố. Các hạng mục phòng cháy chữa cháy tuân thủ đầy đủ theo phê duyệt của Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Lực lượng phòng cháy chữa cháy tại cơ sở có tổng cộng 39 thành viên đã được huấn luyện đầy đủ kiến thức về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Công tác diễn tập cứu hộ cứu nạn được tổ chức định kỳ hàng năm để có thể xử lý nếu xảy ra sự cố. Lực lượng công an thành phố chúng tôi cũng đã chủ động nắm tình hình đặc điểm về công trình, về kiến trúc, về giao thông nguồn nước và kiến trúc công trình để chúng tôi xây dựng các cái phương án xử lý về cháy nổ để trước khi công trình được hoàn thiện và đưa vào hoạt động trong năm 2021. Dự án xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bến Thành Suối Tiên chính thức thi công vào năm 2012. Đến nay dự án đã đạt được khoảng 75%. Dự kiến hoàn thành công tác thi công và bàn giao vận hành thương mại vào quý 4 năm 2021.